xin chào anh chị và các bạn đã đến với kênh Bến Tre ngày nay. Trưa hôm nay thì em mời anh chị cùng với em mình sẽ đi trên con đường Đoàn Hoàng Minh ha, ở khu vực phường 5 để mình sẽ cập nhật tình hình bà con của mình ở Bến Tre, xem người ta sẽ sinh sống và buôn bán như thế nào ha. Hiện tại thì em đang đi trên đường Ngô Quyền nè anh chị. Em đi tới một tí thì sẽ tới nghe chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ, ngã tư đường Cách Mạng Tháng 8 và ngã tư Ngô Quyền. Đây là ngã tư đèn xanh đèn đỏ Cách Mạng Tháng 8 và đường Ngô Quyền á. Thì em sẽ quẹo trái nè. Quẹo trái thì mình sẽ đi đến cầu Nhà Thương và mình đi đến khu vực ngay chỗ đường Đoàn Hoàng Minh nè, và mình sẽ đến ngay chợ phường 5 á và chợ phường 6 để mình sẽ cập nhật tình hình xem bà con của mình á hiện tại giờ như buôn bán rồi như thế nào á. Đường phố ở Bến Tre thì những trục đường lớn như vậy anh chị thì cái lượng xe người ta vẫn đi rất là tấp nập ha. Nhưng mà khó khăn nhất là những cái tiệm người ta buôn bán thì thật sự là rất là khó khăn. Chợ phường 5 ở đây thì khu này thì rất là sung túc anh chị. Đây là đến đây là ngay chỗ Bùng Binh ngã 5 ha. Thì em sẽ vòng tí xíu qua chợ phường 5 rồi chút xíu em sẽ đến chợ phường 6 và em đi trên con đường Đoàn Hoàng Minh để anh chị mình xem tình hình ở Bến Tre mình hiện nay nha. Đây là khu vực chợ phường 5 buổi trưa ha. Chợ phường 5 buổi trưa thì lúc này rất là nắng anh chị nên là cũng hơi thưa thưa khách. Buổi sáng thì người ta cũng vẫn đi chợ để mua thức ăn đồ anh chị, bình thường ha, không có gì xảy ra hết. Đây là những tiệm tạp hóa đây người ta buôn bán đây nè, cũng những có cô bán dọc lại đường ha, bán dừa, bán cam, bán bưởi đâu đó. Những chợ như vậy thì buổi sáng người ta vẫn đi mua bán bình thường nha anh chị, tại vì cái nhu cầu thực phẩm đồ hàng ngày á thì người ta vẫn phải buôn bán nè, và để cho người dân mình đi mua thực phẩm về để ăn uống hàng ngày ha. Nên là chị thấy thì chợ phường 5 vẫn buôn bán bình thường. Em sẽ đi tiếp trên con đường Đoàn Hoàng Minh nha. Xéo xéo có cháo trắng ngã 5 nè, và những tiệm trà sữa. Trà sữa thì bây giờ người ta dạng như là người ta ship tận nơi thì nhiều anh chị, còn mà dạng như là cái người khách mà đến mua tận nơi thì cũng rất là ít á. Bây giờ thời buổi này thì dịch bệnh á nên là những cái dịch vụ mà buôn bán mà có shipper á, người ta ship tận nơi á thì buôn bán rất là được, còn như là đi đến tận nơi mua thì cũng rất là ít người mua. Khu vực này thì rất là đông nè anh chị, tại vì đây là bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Ở đâu vắng chứ bệnh viện thì lúc nào cũng đông đúc ha. Tại vì bệnh viện thì người ta sẽ đi khám bệnh hàng ngày á. Bệnh quản thì mình phải đến bệnh viện thôi. Đây là những cái tiệm buôn bán cơm, bán tạp hóa rồi đó, để phục vụ cho những người thân nhân, người ta đi thăm, người ta đi nuôi bệnh rồi đó anh chị, nuôi gia đình, những người gia đình bị bệnh rồi đó, ta ra đây người ta ăn cơm rồi ha, hoặc là có mua những cái hàng tiêu dùng để mình sử dụng hàng ngày đó. Đây là bệnh viện Minh Đức. Thật sự thì những cái mà về nhu cầu hàng ngày thì bắt buộc người ta phải đi ra chợ mua về để sử dụng thôi anh chị. Chứ còn nếu mà mình không mua thức ăn đồ thì cũng không có thức ăn để ăn hàng ngày thì cũng rất là khó ha. Chứ thật sự thì bây giờ thực phẩm mà mình dựa tại nhà cũng như là mình bảo quản ở nhà thì nhiều khi là nó cũng không có tươi lắm. Trung bình thì người dân Bến Tre thì bây giờ người ta sẽ đi chợ khoảng ví dụ như người ta đi chợ một ngày, có thể là người ta sẽ ăn 2-3 ngày liên tục luôn rồi xong người ta mới đi tiếp. Nên là chợ nhiều khi thì thật sự là bây giờ cũng rất là vắng. Còn lúc trước thì chưa có dịch bệnh thì người ta sẽ đi chợ hàng ngày để người ta mua thức ăn, rau củ rồi đó, cho nó tươi hơn.
ở Bến Tre mình thì anh chị nhìn thấy người dân người ta vẫn ra đường, người ta vẫn đi buôn bán kiếm sống hàng ngày ha. Nói thật sự thì tại vì cái cuộc sống của người dân bây giờ thì người ta cũng rất là khó khăn, ngày nào bán buôn được thì mình mới có tiền để mình sinh sống anh chị, chứ không có thể nào mà mình ở nhà lâu quá thì nhiều khi là buôn bán không được rồi đâu có tiền để mình sinh sống hàng ngày ha. Đây là chùa Bạch Vân nè. Chùa Bạch Vân thì lúc này cũng rất là vắng. Những điểm thờ tự như vậy thì người ta rất là ngại đến anh chị. Đây là bánh ú. Bánh ú lá tre. Đây là mấy cô bán vé số cũng phải đi kiếm sống hàng ngày ha. Quán cà phê thì buổi trưa anh chị thấy không, rất là vắng luôn nè. Đây là bệnh viện y học cổ truyền. Bây giờ những cái điểm mà như đến bệnh viện anh chị là bắt buộc là mình phải đeo khẩu trang ha. Đeo khẩu trang, có những cơ quan thì đến thì người ta sẽ cập nhật nhiệt độ để người ta đo thân nhiệt trước, xem thử là mình có bị sốt rồi hay không đó, thì người ta mới cho mình vào. Như vậy thì tính ra thì nó cũng rất là tốt ha, để mình có thể là mình ngăn ngừa được cái dịch bệnh nó lây lan nào đó, cũng rất là tốt. Đến đây là khu vực chợ phường 6 anh chị. Khu vực chợ phường 6 thì trong những video trước em cũng có quay lại cho anh chị xem, thì chợ thì khuôn viên bên trong thì rất là vắng, người ta chỉ có buôn bán dọc lề đường bên ngoài thôi nè. Đó, người ta vẫn còn bán dọc lề đường vậy ha. Nhưng mà đến những ngày dịch này thì thấy là cũng rất là khó khăn. Đây cũng đường một chiều này, mình cái hướng này là mình đi ra ngoài vùng Binh Mũ nè, nhưng mà cái hướng đó là cái hướng ngược lại ha. Còn cái hướng mình đi ra ngoài đó thì mình sẽ đi cái hướng bên này. Đây là xéo xéo đây có quán cà phê Phú Cổ nè. Đó, mình đi ra phường 7 mình sẽ đi cái hướng này ha anh chị ha. Còn cái hướng hồi nãy một chiều là cái hướng dạng như là ở ngoài vùng Binh Mũ, người ta vòng trở lại đường Đoàn Quang Minh thôi. Cây cầu Bình Nguyên anh chị. Ngày xưa ở đây thì dọc dọc có những quán xá rồi rất là nhiều. Còn bây giờ thì những cái quán đó bây giờ người ta đã dẹp bớt rồi anh chị. Xéo xéo bên tay trái bên đây là sân vận động Bến Tre nè. Sân vận động này là sân vận động mới vừa xây xong cũng vài năm rồi ha. Con đường này thì mình sẽ đi vào khu dân cư chợ chùa. Lúc này thì em cũng rất là ngại quay những clip mà về đi bộ anh chị. Tại vì nói thật sự thì bây giờ mình vào những khu mà đông đúc á, em cũng rất là ngại. Tại vì thứ nhất là mình sẽ bảo vệ cho bản thân mình ha. Nhiều khi mình đi đến đông đúc quá thì nhiều khi là nó cũng sẽ dễ lây lan bệnh rồi đó. Hoặc là mình sẽ có thể là mình sẽ bảo vệ cho cộng đồng, nhiều khi mình không biết mình có bệnh hay không. Mình đến mình những cái chỗ đông đúc quá thì thành ra là cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà thật sự ở Bến Tre thì những cái điểm đông đúc bây giờ người ta cũng hạn chế lắm anh chị. Nhưng mà tại vì mình cũng bảo vệ cho bản thân mình và gia đình mình á, nên là em không có đi vào những cái chỗ mà đông đúc nhộn nhịp nữa. Nên là em sẽ cập nhật những con đường phố hiện nay cho anh chị mình xem thôi. Đây mình đi tới ra một tí nữa là mình sẽ đi ra tới vùng Binh Ngã Tư Phú Khương anh chị.
ở đây thì con đường này thì có rất nhiều những cái garage xe, dạng như là những cái điểm mà người ta sửa xe rồi đó, sửa xe lớn á, sửa xe như là sửa xe tải hoặc là những cái bãi đậu xe tải rồi đó, rất là nhiều. Ở đây đi tới tí thì là mình sẽ đi đến ngay chỗ cái nhà xe Hoàng Khải á. Đây là nhà xe Hoàng Khải nè. Nhà xe thì bây giờ vẫn còn hoạt động. Lúc trước ở đây thì ngay đầu ngã tư Quốc Hương này thì có cái bãi xe, dạng như là có cái bến xe của Bến Tre. Mà bây giờ thì cái bến xe người ta đã dời lên một cái điểm mới rồi anh chị. Bây giờ thì ở đây là công ty xổ số kiến thiết của tỉnh Bến Tre ha. Dọc đường thì người ta cũng buôn bán tạp hóa đồ rất là nhiều. Nhưng mà quan trọng là cái người mua thì không có anh chị. Đây là ra đến Phùng Binh ngã tư Phú Khương ha. Đây Phùng Binh ngã tư Phú Khương thì lúc nào cũng cái lượng xe thì đi cũng đông đúc hết. Bên đây là Thế Giới Di Động nè. Bây giờ thì cái dịch bệnh mà về Covid-19 này anh chị, nó hoành hành cả thế giới. Bây giờ cả thế giới thì thực sự thì cũng đang rất là khó khăn để mình có thể là những về những cái công tác mà để mình phòng chống dịch bệnh rồi đó. Nên là bây giờ thì ở đâu đâu cũng rất là vắng vẻ, và bà con mình thì cũng rất là buôn bán rất là khó khăn, không có còn sung túc như lúc trước. Bây giờ thì ai cũng gắng cố gắng là mình sẽ như là mình sẽ thắt lưng buộc bụng thôi, để như là mình sẽ cố gắng để mình trải qua cái đợt đại dịch này rồi bắt đầu mình sẽ làm ăn lại bình thường ha. Chứ lúc này thì ai cũng khó khăn hết trơn, không riêng gì ai ha. Quan trọng là cái sức khỏe, mình có sức khỏe thì thời gian sau mình có thể là mình sẽ làm lại từ đầu anh chị. Bây giờ mình cố gắng chống chọi khoảng chừng 1-2 tháng thì mình cũng có khó khăn chút, nhưng mà thời gian sau thì có thể là mình sẽ làm lại bình thường thôi. Tại vì mình có sức khỏe thì tiền bạc thì mình kiếm sao ha, nó cũng kiếm được, nhưng mà sức khỏe thì có thể là mình không có tìm được sức khỏe đâu anh chị. Thì đến đây video của em sẽ tạm dừng tại đây nha. Chủ yếu thì em đi cập nhật về những con đường ở Bến Tre để cho anh chị mình xem, để mình thấy lại những hình ảnh ở Bến Tre của mình hiện nay thôi. Chứ mà còn chợ búa thì bây giờ em cũng hạn chế đi rồi ha anh chị ha. Thì video của em giờ sẽ tạm dừng tại đây nha. Em cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video của em ha. Hẹn gặp anh chị và các bạn vào những video tiếp theo.